Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Thứ trưởng An về nơi cát bụi, Bộ Giáo dục vô cùng bất an. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến việc Thứ trưởng An, Lê Hải An của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chết một cách bất ngờ. Và hôm nay hàng nghìn người đã tiễn đưa cố Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về nơi an nghỉ cuối cùng. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy chia sẻ ở một số trang truyền thông trong và ngoài nước đã đăng tải, đó là hàng ngàn người tiễn biệt cố Bộ trưởng, cố Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Lê Hải An. Trưa nay ngày 21 tháng 10, dòng người khắp nơi đổ về nhà tang lễ quốc gia Hà Nội, trong đó có rất nhiều sinh viên, giáo viên thắp nén nhang tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Lê Hải An. Từ 12 giờ 05 phút ngày 21 tháng 10, tức ngày 23 tháng 9 năm Kỷ Hợi, ban tổ chức lễ tang tiến hành lễ viếng Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hải An, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tại nhà tang lễ quốc gia Hà Nội. Ban tổ chức lễ tang gồm 15 người do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm trưởng ban. Và hình ảnh các bạn đã thấy chia sẻ là rất đông người đến viếng ông. Và đây là cái điều mà rất đặc biệt đối với những quan chức Việt Nam khi mất trong thời gian vừa qua. Và cái chết bí ẩn của ông đã tạo ra một cú sốc rất lớn với người Việt Nam trong và ngoài nước, đặc biệt là cách chết rất kỳ lạ này. Và nếu chúng ta quan sát kỹ những hình ảnh ở nơi hiện trường, nơi ông trước khi chết đã để lại, thì đây là chiếc bàn và ghế cũng như chén nước và một bao thuốc lá nhỏ đang còn để trên bàn nơi ông được cho rằng ngồi ở đó trước khi ông bị rơi xuống tầng dưới. Và đây là hình ảnh mà tại hiện trường đã được chụp lại. Và ngoài ra thì sự xuất hiện rất đặc biệt của hai con dao bầu, con dao to đặt ở ngay cạnh chỗ ông ngồi uống nước, thì đây là cái điều rất đặc biệt mà chưa được công bố vì sao có hai con dao này và hai con dao này để đây với mục đích gì, thì cơ quan điều tra chưa đưa ra thông tin. Nhưng chúng ta thấy rất rõ rằng khi mà đến hiện trường và ảnh chụp tại hiện trường thì thấy rằng có những con dao để bên cạnh như vậy. Và nếu hai con dao như vậy thì ít nhất có lẽ sẽ có hai người dùng hai con dao này, và như vậy là chắc chắn phải có cái sự liên quan nào đó với hai con dao rất sắc và rất nguy hiểm này. Và bên cạnh đó chúng ta cũng đã thấy một số thông tin nói rằng ông ta bị rơi, vấp ngã hoặc rơi qua ban công của lan can của khu ăn uống để rơi xuống đất. Nhưng điều đó có vẻ rất khó chứng minh khi việc chiếc ban công này, tức là cái lan can này rất là cao. Và nếu chúng ta so sánh hình ảnh một chiến sĩ công an đang đứng để kiểm tra hiện trường, thì thấy ông người chiến sĩ công an này phải với người ra ngoài mới cúi xuống thì mới có thể nhìn xuống dưới được. Thì như vậy với cái cự ly này và trung bình từ 1m35 cho đến 1m40 thì không thể nào mà có thể vấp ngã vọt qua cái ban công rất lớn và to và chắc chắn như thế này được. Thì đây là cái điều cũng rất đặc biệt trong thời gian vừa qua. Và ngoài ra nếu chúng ta nhìn tổng quan thêm nữa thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh một cái ban công rất dài rộng và không hề có vật cản gì để có thể vấp ngã ở trong cái ban công rất rộng này. Và dường như đây là cái điều mà chúng ta cũng cần phải quan sát trong thời gian tới, vì nguyên nhân thực sự diễn ra lúc đó và với hai con dao đó, và tại sao ông lại có thể rơi từ trên tầng 8 xuống ở khu vực mà thường chỉ có những cán bộ công chức tại Bộ Giáo dục và Đào tạo mới có thể lên đây được. Và bên cạnh đó, nhà báo Huy Đức, một người thường đưa ra các dự đoán khá chính xác về những vụ việc nghiêm trọng diễn ra tại Việt Nam, ông chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Đây là trang cá nhân của ông Trương Huy Sang, tức là nhà báo Huy Đức. Một khi bộ không phải là cấp chỉ làm chính sách mà còn lấp lánh kim ngân thì chính trường khốc liệt lắm. Nhất thiết phải điều tra, tìm trong các bàn bạc nội bộ về những vụ như chủ trương thanh tra đại học Đông Đô, kỷ luật các thanh tra khảo thí, những lắt léo chính trị, có làm rõ được những áp lực gián tiếp dẫn đến cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An thì mới có được phương án nhân sự tử tế cho ngành giường cột nhất của quốc gia dân tộc. Ghi chú, nếu thiết kế một ngôi nhà mà một người có thể trượt chân rơi từ tầng 8 thì thanh tra xây dựng nên vào cuộc để có thể khởi tố kiến trúc sư, chủ đầu tư và có thể là nhà thầu. Thì đây là chia sẻ của nhà báo Huy Đức như vậy. Và anh Phạm Minh Vũ, người từng học ngành báo chí trong nước, cũng thường xuyên viết bài và các bình luận sắc bén chính trị, thì đã cũng đưa ra cái nghi ngờ như sau. Đây là chia sẻ của anh về cái chết của ông. Những lý do Lê Hải An phải chết. Ông Lê Hải An có bằng tiến sĩ thật, sự học vấn của An bằng khả năng và trí tuệ của An. Chính vì thế thông minh quá, giỏi quá là cái gai trong mắt đảng ta. Đảng ta không thể chấp nhận người giỏi, người có năng lực như Hải An được, vì giỏi quá khó sai bảo nên phải khử nó thôi.
Lê Hải An dám đòi kỷ luật 13 đồng chí cán bộ của Đảng. Cái ác là 13 đồng chí bị kỷ luật làm trong Bộ Giáo dục, một bộ đào tạo con người xã hội chủ nghĩa, làm sao chấp nhận chuyện có 13 cán bộ làm gian dối. Nếu để An sống thì sẽ phanh phui cho dân chúng thấy cái Bộ Giáo dục vốn thối nát này nát thêm thôi. Phải xử An là Bộ Giáo dục tự khắc trong sạch thôi, vì không ai chọc ngoáy cái xấu xa của bộ ta nữa. Lê Hải An là thứ trưởng mà giỏi quá, tốt đẹp quá, không có tì vết gì thì làm sao mà chấp nhận được. Đường đường là bộ trưởng bộ giáo dục cũng phải đi tạo đạo văn ăn trộm bài vở của người ta để biến thành của mình. Là bộ trưởng cũng phải nói ngọng, mà sao chấp nhận được một người tài giỏi không biết nói ngọng như An tồn tại được. Phải khử nó đi thôi. Đây là chia sẻ của ông. Một người khác, một người khó say bảo, khó mua chuộc như An, nếu để An tiếp tục sẽ làm bộ giáo dục thay đổi, sẽ đổi mới giáo dục thì làm thì dân tình sẽ khôn ra, sẽ giỏi giang hơn thì nguy lắm. Giống dân Hồng Kông kia, dân tình suốt ngày chỉ biểu tình, tự đập bể nồi cơm của mình mà không chịu giống như học sinh Việt Nam, thờ ơ, vô cảm như Việt Nam thì tốt không? Viết tới đây tôi cảm thấy may mắn cho giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu ở lại thì có khi giáo sư Châu rơi máy bay lúc đang đi công tác cũng nên. Rơi lầu thì chết có một người, chứ rơi máy bay thì chết oan uổng nhiều người lắm. Và đây là chia sẻ của ông. Tất nhiên đây là chia sẻ cá nhân, và nhưng mà rất nhiều luôn những ý kiến khác nhau, và họ có quyền đưa ra những ý kiến khi cơ quan cảnh sát điều tra chưa có bất kỳ một kết luận điều tra nào. Và cái sự việc đang rất nghiêm trọng này. Và ngoài ra, nhà toán học Nguyễn Lê Anh đã vào cuộc điều tra và đưa ra phân tích trên cơ sở tính toán của mình. Và anh Lê Anh vốn là học giỏi nhất của lớp A0 chuyên toán Đại học Tổng hợp khóa năm 70-73. Và đây là chia sẻ của anh về cái tính toán của mình. Nhìn trên ảnh mới có được thì nạn nhân nằm gần như song song với tường. Chúng ta đếm được 10 viên gạch lát. Vậy xác ở khoảng cách 3m, đầu ở xa tường hơn chân khoảng 1 viên gạch lát, tức 30cm. Do đầu ở xa hơn 30cm và nạn nhân cao 1m8 nên tức người lập thành góc khoảng 15 độ. Như vậy vận tốc lao ra là 5 km/h, tức 1,5m trong giây. Để ném cái xác 80 cân với sức góc lệch chếch 30 độ so với phương thẳng đứng, cần phải đạt vận tốc ném 3m trên giây. Nếu người hai người khiêng ném thì một người phải sinh ra một công suất đủ để ném 50kg đi với vận tốc 11,8 km/h. Điều này là không thể. Vậy nạn nhân tự lao ra khỏi lan can với vận tốc ngang 5 km/h và góc lao là khoảng 15 độ. Hành lang rộng khoảng 3m, đường chạy nghiêng góc 45 độ, dài 4,5m. Nạn nhân cao 1m8 thì bước chạy khoảng lấy đà khoảng 1m. Như vậy nạn nhân lấy đà khoảng 4 đến 5 bước. Để đủ lực, nạn nhân cũng đã chạy nghiêng và đạp chân khỏi bệ bê tông, lấy đà ngang người lên cao, đặt chân trái lên lan can sắt rồi rướn lấy đà lao ra sân. Do chỉ nhấn chân trái nên nạn nhân bị quay nửa vòng, khiến tiếp đất ở trạng thái nằm ngửa và đầu lao xuống trước. Các vết xước trên xe ô tô đen phía trước là não nạn nhân văng tới. Và cũng chia sẻ này cũng rất là nhiều tính toán chi tiết và cụ thể. Và ngoài ra ông có một cái điều kết luận rằng người ta cố tình lái sự việc vào kịch bản hình sự, nhưng tính toán đến đây tôi hiểu ra đấy chỉ là một vụ tự tử. Ngần ấy con tính cho phép chúng ta đặt lại vấn đề một thằng tâm thần như thế mà lại đi giữ chức vụ rất quan trọng và còn được giới truyền thông tung hô là tài năng thì khổ cho nền giáo dục dân tộc Việt Nam ta quá. Suy rộng ra, giới lãnh đạo đất nước này là ai? Đất nước liệu còn hay mất? Chúng ta cũng đang rơi tự do. Và đây là chia sẻ của nhà toán học này. Và bên cạnh đó thì ở giới doanh nhân là ông Lâm Minh Chánh thì lại cho rằng một số cái thông tin khác một chút. Đây là chia sẻ của ông trên trang Facebook cá nhân. Buồn, bần thần và cạn niềm tin. Đó là cảm giác của tôi và những người bạn của tôi khi nghe tin Thứ trưởng Lê Hải An tử vong ngay tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi buồn, bần thần vì không thể lý giải được nguyên nhân cái chết của ông Hải An. Có người giải thích rằng ông trượt chân, có người giải thích ông ra ngoài lượm điện thoại nên bị ngã. Phân tích nhiều lẽ, chúng tôi thấy những giả thiết tai nạn là rất không hợp lý. Giả thiết tự tử cũng không hợp lý lắm. Người như ông An nếu bị stress hay bị chán sự tranh giành, ắt sẽ viết tâm thư hoặc tâm sự với ai đó. Việc chẳng lẽ ông bị bức tử phải tự nhảy lầu hay bị ném? Lại có thuyết âm mưu cho rằng ông bị giết ở bên ngoài, người ta giết xong đem xác ông vào trong trụ sở. Ông chết bằng cách nào thì cũng cần phải được làm sáng tỏ minh bạch. Nếu không thì sự hoang mang càng
dâng cao và niềm tin của bộ phận dân càng xuống thấp. Tôi viết niềm tin thấp là còn rất nhẹ so với thực tế. Cái chết oan khuất của một thứ trưởng có khuôn mặt sáng và được xem là quan chức tốt ngay giữa trụ sở của Bộ Giáo dục, ngành mà Bác Hồ gọi là chồng người, đã quét cạn những giọt niềm tin hiếm hoi còn lại trong một số người bạn của tôi. Tôi mong rằng những người có trách nhiệm cao nhất của đất nước sẽ làm cái gì đó để dân không còn trạng thái bần thần, hoang mang và cạn kiệt niềm tin như thế này nữa. Ký tên công dân Lâm Minh Chánh. Và đây là chia sẻ của ông như vậy. Và một người rất già dặn trong việc viết những bài báo và nghiên cứu những vụ án, đó là đại tá nhà báo Nguyễn Như Phong, cũng có đưa ra nhận định như sau. Và đây là nhận định cá nhân của ông về cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An. Trên mạng xã hội tràn ngập những lời xét đoán, bình luận rất ác ý xung quanh cái chết rất không bình thường của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Lê Hải An. Sở dĩ cư dân mạng phóng tay bình luận cũng bởi vì họ không được cung cấp thông tin từ các cơ quan tố tụng. Thiết nghĩ, lẽ ra đến giờ này các cơ quan tố tụng đã phải có thông báo kết quả điều tra ban đầu về cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An. Có một việc mà ai cũng hiểu, đó là trước những vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm hoặc các vấn đề quốc gia đại sự khác, việc cung cấp thông tin chậm trễ hoặc úp mở chỉ càng làm dạ tăng thêm mối hoài nghi của dư luận về sự suy diễn của đủ loại người, đặc biệt là trong tình hình lòng tin của người dân vào chính quyền đang giảm sút nghiêm trọng. Về vụ Thứ trưởng Lê Hải An chết rất không bình thường, đã có không ít những lời bình luận ác ý xúc phạm đến một số lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, hoặc đưa ra những giả thiết theo kiểu thuyết âm mưu mà không có mục đích gì hơn là gây rối nội bộ. Với những gì tôi biết cho đến giờ thì hóa ra nhân sự ra đi của Thứ trưởng Lê Hải An lại rất đơn giản và rất đời, chả liên quan gì đến cái gọi là chức vụ sắp tới của ông và càng chẳng liên quan gì đến lãnh đạo Bộ Giáo dục. Dù sao tôi cũng rất mong các cơ quan tố tụng chịu trách nhiệm điều tra về việc này sớm công bố kết quả điều tra ban đầu. Và ông Lê Anh Hải Khôi, anh trai của cố Thứ trưởng Lê Hải An, tiết lộ thông tin về những kế hoạch lớn đột nhiên phải dừng lại vì cái chết của em mình như sau. Đây là hình ảnh của ông cùng đám trong đám tang của gia đình. Hải An ơi, em ra đi khi tuổi đời còn đang trẻ, khi sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, khi những hoài bão đang dần dần có cơ hội thực hiện. Và đến đây ông hết trích. Đương nhiên với điều đó thì chúng ta thấy rằng là ông Thứ trưởng đã có, Lê Hải An đã có rất nhiều những hoài bão, những cái công việc mà đang chuẩn bị cho cái việc hoàn thành của mình, nhưng đã phải dừng lại như đã nói. Và ông Lê Đình Hiếu, sáng lập Học viện GAP, một trong những gương mặt trẻ của Việt Nam tiêu biểu vào năm 2018, thì chia sẻ như sau. Đây là hình ảnh của ông. Sẽ tiếp tục con đường tử tế mà anh theo đuổi. Anh và tôi cùng giấc mơ về một nền giáo dục đại học đổi mới cho đất nước. Tỷ lệ người học đại học ở Việt Nam thuộc loại thấp nhất thế giới, dưới 30%, chỉ bằng 2/3 so với các nước lân cận như Thái Lan, Malaysia, xấp xỉ 50%, và bằng một nửa các nước tiên tiến khác. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra thất nghiệp hoặc làm thời vụ, trái ngành, sai ngành rất cao, thống kê chỉ ra xấp xỉ 70%. Ngay cả trong số lượng các bạn được làm đúng đam mê đào tạo, có rất ít bạn có khả năng trở thành những lãnh đạo ngành, người đổi mới tiên phong dẫn dắt trong tương lai của dân tộc. Ở Việt Nam, chúng ta giáo dục phổ thông được quan tâm sâu sắc vì nó là mối lo của mỗi ngày của các bậc phụ huynh. Nhưng tôi tin rằng nền giáo dục đại học cũng quan trọng không kém. Vận mệnh dân tộc nằm ở lứa sinh viên sắp tới. Nền giáo dục đại học quyết định gần như tất cả tương lai. Khi nghe tin anh mất, cả dự án của tôi trùng xuống, nghẹn lời và chậm lại một nhịp. Phần tôi sẽ tiếp tục con đường tử tế mà anh theo đuổi, cải tổ và xây dựng lại một nền giáo dục đại học xuất sắc cho đất nước. Mỗi năm 1 triệu bạn trẻ Việt Nam rời ghế nhà trường phổ thông, hệ thống đại học, cao đẳng, trung học, cấp nghề và các đại học hình đào tạo khác, mang một sứ mệnh nâng tầm bước chân 1 triệu bạn trẻ này. Khi người tử tế ra đi, những người khác sẽ phải gắng hết sức để những di sản tử tế mà người trước để lại không hoàn thành và tiếp tục làm để tránh lãng phí. Và dù cho có nhiều ý kiến khác nhau thì điều quan trọng nhất là nguyên nhân thực sự cái chết bất ngờ của cố Thứ trưởng Lê Hải An vẫn chưa được cơ quan điều tra công bố kết luận, hoặc ít nhất là kết quả điều tra ban đầu. Vật chứng quan trọng nhất là xác của Thứ trưởng An đã nhanh chóng bị đem đi thiêu ngày hôm nay, 21 tháng 10, 2019. Điều bất thường này đang gây căng thẳng cho các viên chức làm việc tại Bộ Giáo dục Đào tạo và ngoài ra của những bộ ngành khác khi nhìn thấy hoàn cảnh tương tự. Nó sẽ là một ẩn số cần tìm lời giải đáp sớm nhất. Cuối cùng thì với một
nhân sự cơ cấu cho vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo của Việt Nam đã phải ra đi. Điều nghiêm trọng hơn, sau cú chết đột ngột này, liệu những người kế nhiệm có còn dám đưa ra các cải cách và tiếp tục vạch trần đường dây mua điểm, chạy chức đã có và có lẽ đã tồn tại từ nhiều chục năm nay trên cả nước như cố Thứ trưởng Lê Hải An đang làm hay không? Những quan chức đã mua điểm giờ đây đã yên vị ở những chức vụ rất quan trọng của Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam. Họ sẽ tiếp tục mua điểm cho con, cho cháu nhằm cướp đoạt, gạt trên 90 triệu người dân Việt Nam ra khỏi vị trí quản trị đất nước. Họ sẽ phá nát quê hương Việt Nam vì sự vô học và tham nhũng ngày càng khủng khiếp hơn. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và chúng tôi sẽ phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019.